cho tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video rất là ngắn để hướng dẫn cho các bạn một cái cách để phân bón từ các loại rác thải, ví dụ như là rau củ quả đã quá sử dụng để hợp phân. Đây là một cái phương pháp rất đơn giản nhưng nói cho chúng ta giảm thiểu được